Đa Minh, Nguyễn Văn Mạnh, Giáo mục Giáo phận Đà Lạt, Bản quyền Tu hội ICM, Đức cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình, quý cha bề trên, cha giám đốc Đại chủng viện, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn phụng vụ. Hôm nay mọi thành phần dân Chúa quy tụ về đây cùng với nam nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo, hân hoan cử hành nghi thức khai mở và thánh lễ năm thánh mừng 75 năm khai sinh tu hội ngày mùng 2 tháng 2 năm 1949, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024. Nhìn lại dòng lịch sử tu hội ICM, nhờ ơn Chúa Thánh Thể và Mẹ Maria đã sinh ra trong tình yêu được 75 năm. Với bao ơn lành chúng con cần cảm tạ, với bao thử thách chúng con cần vượt qua, với bao điều thiện hảo chúng con cần phát triển. Chúng con chúc tụng Chúa vì bao kỳ công Chúa đã làm nơi hai tu hội nam nữ ICM chúng con, và muôn ơn lành Chúa đã ban cho từng thành viên trong hai tu hội. Trước tình yêu lớn lao của Chúa, ước gì lời tạ ơn vừa phát xuất từ trái tim yêu mến chân thành, vừa biểu tỏ cụ thể bằng đời sống đức tin bừng cháy. Năm thánh cũng là thời điểm chan chứa ân sủng. Chúng con hy vọng và tin tưởng rằng năm thánh kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển tu hội sẽ là thời gian hết sức ý nghĩa, khơi dậy tinh thần tận hiến và thúc đẩy hơn nữa lòng nhiệt thành tông đồ truyền giáo của tu hội và từng thành viên, để chúng con tiếp nối sự kiên trung của các bậc tiền nhân qua bao gian nan thử thách, tiếp tục viết nên những trang sử mới của hai tu hội trong tương lai. Nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng con mong muốn dâng hiến trọn vẹn chính mình, kiên vững bước đi cùng Mẹ Maria để làm cho tin mừng của Chúa được chiếu tỏa giữa thời đại đầy thách đố hôm nay. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con cũng nhớ đến công ơn đấng sáng lập tu hội, anh trưởng Mikae Nguyễn Khắc Việt Anh, chị cả Maria Vũ Ngọc Minh và các bậc tiền bối đã dày công dựng xây và đặt nền tảng cho linh đạo tu hội. Chúng con cũng không quên tri ân các vị chủ chăn, các đấng bề trên, các thân nhân và ân nhân đã góp phần làm nên lịch sử 75 năm của hai tu hội. Trong năm đặc biệt này, chúng con cũng muốn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Giáo hội, cụ thể qua bàn tay yêu thương của Đức cha Đa Minh, Giáo mục Giáo phận Đà Lạt, đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho phép chúng con mở năm thánh dịp kỷ niệm 75 năm hình thành tu hội. Với những tâm tình trên đây, giờ đây kính mời quý cha và cộng đoàn cùng bước vào năm thánh với chủ đề yêu hiệp nhất. Giờ đây, con xin trân trọng kính mời cha tổng đại diện nam tu hội nhập thể tận hiến An Tôn Phạm Hữu Tâm lên công bố sắc lệnh của tòa ân giải tối cao cho phép hai tu hội chúng con mở năm thánh. Xin trân trọng kính mời cha. Tòa án giải tối cao sắc lệnh văn thư số 592/2024/1082/23. Để gia tăng lòng đạo đức của các tín hữu và ơn cứu rỗi các linh hồn,
dựa vào năng quyền được ban cách đặc biệt nhất do Đức Thánh Cha Francisco, người đã được Thiên Chúa quan phòng đặt làm giáo hoàng, có lưu ý tới lời xin mới đây của Đức Cha đáng kính Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục Đà Lạt, nhân dịp mừng 75 năm tu đoàn đời sống tông đồ nhập thể tận hiến truyền giáo. Tòa ân giải tối cao vui lòng ban ơn toàn xá, rút ra từ kho tàng của giáo hội cho các thành viên và Kitô hữu thật lòng thống hối, cũng có thể nhường ân xá này cho linh hồn các tín hữu nơi luyện ngục. Từ ngày 25 tháng 3 năm 2024 đến ngày 25 tháng 3 năm 2025, với những điều kiện quen thuộc, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nếu họ hành hương tới nhà thờ của tu đoàn nói trên, ở đó họ sốt sắng tham dự các nghi lễ năm thánh được xác định trong thư xin, hoặc ít là dành ra một thời gian phù hợp làm các việc đạo đức, rồi kết thúc bằng kinh lạy cha, kinh tinh kính và lời khẩn cầu Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Những người cao tuổi và tất cả những ai đau yếu không thể ra khỏi nhà vì lý do nghiêm trọng cũng có thể hưởng ơn toàn xá nếu họ thật lòng ghét tội, có ý thực hiện ba điều kiện khi có thể: hiệp thông cách thiêng liêng với các cử hành năm thánh, dâng lên Thiên Chúa đấng vào lòng thương xót những kinh nguyện và những đau khổ hoặc những khó khăn trong cuộc đời mình. Vậy để giúp cho các tín hữu dễ dàng đến lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa qua giáo hội vì bác ái một vụ, tòa ân giải hết sức xin các linh mục có năng quyền giải tội mau mắn và quảng đại hiện diện trong cử hành thống hối. Sắc lệnh này chỉ có giá trị lần này, bất chấp những gì trái ngược. Làm tại Roma, tại tòa ân giải tối cao ngày 28 tháng 2 năm 2024, ký tên Hồng Y Marus Bicenza, chánh tòa ân giải, Christophorus Nikeo, chánh lục sự, Imprimatur ngày 19 tháng 3 năm 2024, bởi Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt. Giờ đây, chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha Đa Minh lên tuyên bố khai mạc, khai mở và mở cửa năm thánh mừng 75 năm khai sinh tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo. Chúng con xin kính mời Đức Cha. Được tòa thánh chấp thuận và khích lệ, qua sắc lệnh vừa được công bố cho tu hội và toàn thể anh chị em, tôi long trọng tuyên bố khai mạc năm thánh với ơn toàn xá cho hai tu hội nam nữ nhập thể tận hiến truyền giáo. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Chúng con kính mời Đức Cha tiến đến mở cửa năm thánh. Xin Đức Cha mở cửa năm thánh. Nghi thức khai mở năm thánh đến đây kết thúc. Giờ đây cộng mời cộng đoàn, quý cha đồng tế, chúng ta tiến vào trong nhà thờ để tham dự thánh lễ khai mở năm thánh với chúng con. Chúng ta tiếp theo đoàn đồng tế để tiến vào nhà thờ. Xin mời ca đoàn hát. Xin mời quý tu sĩ nam nữ chúng ta tiến vào trong nhà thờ.
Giờ đây chúng con kính mời quý công đoàn an toàn. Con xin giới thiệu cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, tổng phụ trách Nam Tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo, lên giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ hôm nay. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cho phép con giới thiệu thành phần tham dự thánh lễ khai mở năm thánh của hai tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo hôm nay. Về quý đức cha, chúng con hân hoan giới thiệu đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục Đà Lạt, cũng là bản quyền của tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo, chủ sự thánh lễ hôm nay. Chúng con rất hân hoan vui mừng giới thiệu đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đề, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, đã đến hiệp thông với chúng con hôm nay. Về phía tòa giám mục, chúng con xin giới thiệu cha Giuse Nguyễn Minh Cường, phó trưởng ấn tòa giám mục Đà Lạt. Cha Đa Minh Nguyễn Mạnh Sơn, quản lý tòa giám mục Đà Lạt. Chúng con giới thiệu về phía Đại chủng viện Đà Lạt, chúng con giới thiệu cha Mikae Trần Đình Quảng, giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt. Phía quản hạt, chúng con giới thiệu cha Paulo Phạm Công Phương, quản hạt Đà Lạt. Quý cha bề trên các hội dòng, con xin giới thiệu cha Gioan Phùng Bá Trung, đại diện bề trên dòng Chúa Cứu Thế. Cha Martino Porret Nguyễn Xuân An, đại diện đan viện Châu Sơn Đơn Dược. Cha Thomas Vũ Kim Long, giám đốc học viện Đông Rua Salesian Đông Bất Cô Đà Lạt. Cha Phêrô Hoàng Văn Đồng, đại diện bề trên tu hội Rogate Đà Lạt. Cha Mikae Nguyễn Trung Hiếu, đại diện tu viện Hà Huy Tập dòng Đa Minh Đà Lạt. Cha Francisco Nguyễn Thanh Lý, giám tỉnh dòng truyền giáo Thánh Vinh Sơn. Quý cha ICM, con xin giới thiệu cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, nguyên tổng phụ trách Nam Tu hội ICM. Cha Francisco Nguyễn Văn Hoàng, nguyên tổng phụ trách, nguyên tổng đại diện của Nam Tu hội ICM. Cùng với quý cha bề trên các hội dòng nữ, quý chị tổng phụ trách nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo, quý phụ huynh của các tu sĩ nam nữ ICM và quý khách ngoài giáo phận, cũng như quý cha ngoài giáo phận Sài Gòn, Thái Bình, Xuân Lộc, Cần Thơ, xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Và những gia đình liên hệ tới tu hội, gia đình tận hiến, gia đình bảo trợ ơn gọi, gia đình khuyết tật tin yêu, gia đình bác ái truyền giáo và những gia đình khác nữa, xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Và sau cùng đó là cộng đoàn giáo xứ Minh Giáo. Chúng con xin mời cộng đoàn đứng dùng lễ đa xin hương, và đức cha sẽ xông hương bàn thờ và chúng ta bắt đầu thánh lễ khai mở năm thánh. Xin mời cả đoàn hát cả nhóm.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Trọng kính Đức Cha Phêrô. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay phụng vụ mừng lễ Thánh Giuse, vị thánh được cả và hội thánh nhận làm bổn mạng, làm đấng bảo trợ từ giáo hội toàn cầu đến giáo hội tại Việt Nam, giáo phận Đà Lạt chúng ta và rất nhiều những cộng đoàn dòng tu và cá nhân kể cả trong chúng ta đây. Riêng hai tu hội nam nữ tận hiến ICM không những nhận Thánh Giuse làm đấng bảo trợ mà hôm nay còn chan hòa một niềm vui lớn lao được khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm tu hội hình thành và phát triển, khởi từ ngày 2 tháng 2 1949 khi đấng sáng lập cha Mikae Nguyễn Việt Anh được Chúa hứng khởi cho tại cái nôi Thái Bình. Mừng lễ Thánh Giuse, chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận Đà Lạt và cho hai tu hội nam nữ tận hiến ICM luôn được Chúa chúc lành trong hành trình đi tìm và thực thi thánh ý Chúa theo gương thánh cả Giuse, để thánh lễ chúng ta dâng được đẹp lòng Chúa. Chúng ta hãy khởi sự bằng việc khiêm tốn thú nhận tội lỗi mình, xin Chúa thứ tha. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng ta
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho Thánh cả Giuse và Thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhậm lời Thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Na-than rằng: Hãy đi nói với David tôi tớ ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi. Sau đó, ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị, và ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là cha của người, và người sẽ là con ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Nhờ ân huệ Chúa,
uy quyền của chúng con được suy tôn. Bởi chứng khiến thuận chúng con là của Chúa, và vừa chúng con thuộc về Đấng Thánh của Israel. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham, hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta. Như có lời chép rằng, ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc, trước mặt Thiên Chúa, Đấng đã tin, Đấng đã cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dù tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng dòng dõi ngươi sẽ như thế. Vì vậy ông đã được kể như sự công chính. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Gia-cóp sinh Giu-se là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giê-su gọi là Đức Ki-tô. Chúa Ki-tô sinh ra trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với ông Giu-se. Trước khi về chung sống với nhau, bà thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giu-se, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa.
Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, hôm nay khai mạc năm thánh ICM vào đúng ngày lễ Thánh Giuse. Chúng ta vừa lắng nghe ba bài đọc trích trong sách Samuel quyển thứ 2, thư Roma và bài phúc âm theo Thánh Matthew. Ba bài đọc với ba dung mạo. Đức Chúa ở bài đọc 1, Abraham trong bài đọc 2, Thánh Giuse trong bài phúc âm. Cả ba đều rõ nét là những người cha. Trong bài đọc 1, cách cư xử của Đức Chúa đối với vua David tỏ ra Ngài là một người cha với những nét yêu thương trọn vẹn, bởi có câu: cho đến khi ngày đời ngươi đã mãn và ngươi đã được sum vầy với tổ tiên. Nét nữa, người cha này trung thành từ đời nọ sang đời kia, bởi có câu: ta sẽ cho dòng dõi ngươi lên kế vị ngươi, dòng dõi ngươi chứ không phải một dòng dõi khác lên tiếm vị. Và là cha bằng hành động. Có câu: ta sẽ cho vương quyền của nó vững bền mãi mãi. Còn trong bài đọc 2, Abraham được mô tả lập đi lập lại là cha của nhiều dân tộc, với cái giá phải trả là tin tưởng tuyệt đối vào Đức Chúa để rời bỏ quê hương, lao mình vào một vùng đất vô định, được hứa là cha của một dòng dõi đông như sao trên trời và sẽ là mối chúc lành cho nhiều dân tộc. Thế mà khi chết, Abraham chỉ có một mụn con duy nhất. Chính đức tin như bàn thạch của Abraham đã kéo phúc lành xuống trên Israel và trên nhiều dân tộc. Một người cha công chính, thư Roma cuối cùng kết luận như vậy. Còn bài phúc âm thì nói đến Giuse, người công chính, và xác định ngay ở đầu: Giuse chồng của bà Maria và là mẹ của Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Chúng ta thấy gì qua câu đó? Không thấy chữ cha, bởi vì đó là thực tế và Thiên Chúa linh hứng để tác giả phúc âm viết như vậy đó. Nhưng mà từ đó chúng ta thấy cái hơi hướng chữ cha, bởi Đức Thánh Cha Francisco trong tông thư về Thánh Giuse đã khẳng định tất cả ý nghĩa cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Giuse nằm ở chỗ Ngài là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha của Chúa Giêsu. Ngài thể hiện vai trò bạn trăm năm và làm cha bằng cách cống hiến trọn cuộc đời mình để phục vụ chương trình cứu độ. Này Giuse, con vua David, đừng ngại đón Maria, vợ ông về. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Chưa hoàn toàn hiểu rõ mầu nhiệm đang xảy ra nơi lòng dạ Maria bạn mình, nhưng chỉ vì tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Thánh Giuse đã vui vẻ đón nhận Đức Maria vào mái nhà và cuộc đời của mình, bảo vệ danh thơm tiếng tốt và cuộc sống của mẹ, cũng như sau này là Đức Giêsu và cả Thánh Gia, một cách vui vẻ, tự nguyện, tín trung hết mình và cho đến chết.
Ngài Thánh Giuse đã trở thành mẫu gương cho mọi thế hệ Kitô hữu. Quả thật, Chúa Giêsu và Maria mẹ người là kho tàng đức tin quý giá nhất của chúng ta, là cảm hứng nguyên thủy của đấng sáng lập Mikae Maria Nguyễn Khắc Việt Anh. Khi sáng kiến phát động một phong trào tận hiến cho Chúa Giêsu Thánh Thể và mẹ Maria 75 năm trước vào ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, mùng 2 tháng 2 1949 tại giáo phận Thái Bình. Rồi ơn Chúa từng bước đưa khởi kiến đó trở thành hiện thực năm 1969 với đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền tại Đà Lạt, 1976 tại New Orleans, Hoa Kỳ, 1991 với điều lệ mới mệnh danh Hiến pháp Tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo. Theo đó, từ tu hội đời trở thành tu hội đời sống tông đồ. Rồi năm 1998 và năm 2000, Hiến pháp chính thức được châu phê. Như hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco trong tông thư gửi những người sống đời thánh hiến, năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển này phải là dịp để nam nữ tu hội vừa nhìn về quá khứ với niềm tri ân, vừa sống hiện tại với niềm say mê, cũng vừa hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Chúng ta đọc ở ngay đầu thiệp mời mà cha quản lý, tôi phải dặn kỹ để cha quản lý cầm kỹ và trao cho tôi trong giờ giảng này, kẻo lỡ một cái là tôi không có cái mà làm chứng. Vì sao vậy? Trong thiệp mời này, ở ngay trên đầu tiên đã ghi thế này bằng chữ đỏ: tình thương Chúa đời đời con ca tụng, trích Thánh Vịnh 88 câu 2. Quả thật, hồi tưởng lại từ bước khởi đầu với những chặng phát triển qua lịch sử là để tạ ơn Thiên Chúa. Thuật lại lịch sử của mình cũng cần thiết để duy trì căn tính, để siết chặt mối hiệp nhất của tu hội và tăng thêm cho các phần tử ý thức mình thuộc về một hội, một nhà. Ngoài ra, cũng giúp nhận ra những bất nhất, yếu đuối để từ đó bảo nhau dục lòng hoán cải. Với đấng sáng lập, tin mừng là quy luật tuyệt đối. Đức Kitô là lý tưởng duy nhất, đến nỗi có thể nói như Thánh Phaolô: đối với tôi, sống là Đức Kitô. Vậy mỗi người phải tự vấn về tin mừng. Tin mừng có phải là sổ tùy thân cho cuộc sống hàng ngày của tôi không? Và tin mừng không hề dễ dãi mà đòi hỏi phải sống triệt để chân thật. Rồi tự vấn về tình yêu Đức Kitô. Chúa Giêsu có còn là tình yêu thứ nhất và độc nhất như khi tôi quyết tâm lúc tuyên khấn không? Có tình yêu Đức Kitô trong lòng, chúng ta mới có thể yêu như phải yêu tất cả những ai chúng ta gặp trên đường. Không có tình yêu trong lòng, tình yêu của chúng ta lệch, sẽ lệch, dễ lật, và khi lật rồi, thay vì hạnh phúc, mình sẽ biết dùng cái gì mà nói. Rồi tự vấn về sứ vụ phục vụ truyền giáo. Như Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn đã giảng dạy, chữa lành, phát bánh cho ăn, đấng sáng lập cũng đã phục vụ những người mà Thánh Linh sai Ngài đến, đã quyết định trở nên mọi sự cho mọi người và chỉ thị cho các nam nữ ICM làm tông đồ bằng việc phục vụ người nghèo, dấn thân đi truyền giáo cho người ngoại và cho dân ngoại. Một hai năm vừa qua, chúng ta đã mở thêm được những điểm truyền giáo nào nhỉ?
Tại sao có Đức cha Phêrô Thái Bình ở đây? Và chúng ta còn nghĩ đến Đức cha Long Xuyên, Đức cha Xuân Lộc, vân vân. Năm vừa rồi, anh em Nam Tận Hiến mở thêm được những điểm dưới Xuân Lộc. Dưới Long Xuyên, đâu nữa nhỉ? Đâu nữa nhỉ? Và Thái Bình. Thái Bình. Chú Quân, chúng ta thì chúng ta bảo là Đức cha Thái Bình ngài thương, nhưng mà cuối cùng phải nói là Chúa Quan Phòng, chứ không phải là chỉ có Đức cha thương không. Chúa Quan Phòng để tu hội này nghĩ về cội nguồn của mình ở Thái Bình, mong ước rằng ở Thái Bình đó mình có cách nào đó để có thể trở về mà chiêm ngắm tại sao một cái nơi thế này Chúa thương cho xuất thân một con người như vậy, và để rồi có cái tu hội nam nữ của chúng mình như vậy. Thế thì nhờ vậy mà trở về Thái Bình liên lạc với Đức cha Phêrô từ trước mấy năm ấy. Nhưng mà may mắn là điều kiện về phía dân sự cũng như về việc tổ chức thì cuối cùng cha Nguyên Tổng Phụ Trách và cha Tổng Phụ Trách Đương Kim ra gặp ngài, thu xếp được ngài ký để có thể hiện diện trở lại tại Thái Bình trước khi ngài chấm dứt nhiệm vụ một tháng. Ngài thương, nhưng mà Chúa Quan Phòng. Trong cuộc đời chúng ta, nếu mình thành tâm, mình không có gian dối, mình không có lèo lái, mình sẽ cảm nghiệm được sự quan phòng của Chúa vô cùng kỳ diệu. Không nhìn thấy ngài hiện ra, nhưng mà nó chắc như đinh đóng cột. Vậy thì nam nữ tu hội hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta đặt nền trên đức tin vào đấng làm chủ lịch sử và vẫn nói với chúng ta hàng ngày: đừng sợ, ta hằng ở bên con. Ngài là đấng không có gì mà không thể làm được. Đó là niềm hy vọng cho phép chúng ta tiếp tục viết lên trang sử trong tương lai với xác tín rằng Thánh Linh sẽ cùng với chúng ta tiếp tục thực hiện những điều vĩ đại. Trong tinh thần trên và trong bối cảnh thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của hai tu hội nam nữ nhập thể Tận Hiến chuyển giáo, chúng ta hãy tuyên lại tôn chỉ mục đích của tu hội và xin Thánh Giuse đấng bảo trợ giúp chúng ta thực hiện với say mê và cả sáng kiến nữa. Anh em Tận Hiến nghe kỹ cái này nha, để sau đó thực hiện không những với say mê mà với cả sáng kiến nữa, có nghĩa là có thể thực hiện những cái cách mà trước đây đấng sáng lập của chúng ta và những vị đi trước còn bị giới hạn bởi thời điểm, nhưng mà với anh em sáng kiến hơn nữa. Nhưng mà chúng ta phải dựa trên cái nền này, đây là tôn chỉ mục đích tu hội ICM Tận Hiến cho Thiên Chúa theo gương Đức Kitô, ngôi lời nhập thể và Đức Maria mẹ của lời xin vâng, làm tông đồ bằng việc phục vụ người nghèo và dấn thân đi truyền giáo cho người ngoại và cho dân ngoại. Thiên Chúa là Cha toàn năng,
anh chị em thân mến, trong ngày đại lễ mừng kính thánh cả Giuse, bổn mạng giáo hội toàn cầu, cũng là bổn mạng giáo hội tại Việt Nam và giáo phận mẹ Đà Lạt, cách riêng mừng ngày khai mạc năm thánh kỷ niệm 75 năm khai sinh tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo. Trong tâm tình con thảo, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện. Thánh Giuse. Thánh Giuse là đấng bảo trợ hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha Francisco và các vị chủ chăn trong hội thánh luôn được dồi dào ơn Thánh Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, để các ngài chu toàn ơn gọi và sứ mạng phục vụ giáo hội mà Chúa đã tin tưởng ủy thác. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Giuse là một người cha dịu dàng và trìu mến, hằng mau mắn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những bậc cha mẹ trong các gia đình công giáo biết noi gương thánh cả, khiêm tốn lắng nghe thánh ý Chúa, dưỡng nuôi và giáo dục con cái sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo đã chọn Thánh Giuse làm quan thầy. Chúng ta cùng nguyện xin cho từng thành viên của hai tu hội trong năm thánh hồng ân này biết tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa như mẫu gương Thánh Giuse để lại, biết khiêm tốn, sám hối và canh tân đời sống của mình và trung thành với lý tưởng nhập thể tận hiến truyền giáo, nhiệt tâm loan báo tin mừng qua việc phục vụ người nghèo và dấn thân đi truyền giáo cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. 75 năm hình thành và phát triển tu hội ICM là do hồng ân của Chúa và những lời cầu nguyện hy sinh âm thầm nâng đỡ tinh thần và vật chất của quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, quý ân nhân, thân nhân, quý anh chị em ICM trong mọi giai đoạn hình thành và phát triển của tu hội. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hội cho tất cả các ngài còn sống hay đã qua đời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cùng với lời chuyển cầu của Đức Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, xin thương nhận những lời con cái Chúa vừa tha thiết nguyện cầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xưa thánh ca Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô con một Chúa, đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày kính nhớ Thánh Giuse, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh Nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó thánh gia cho người coi sóc để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha đã nhập thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi tôn thờ kinh sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa. Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhường của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa trên trên và tiên dân Chúa sống lại cho tới vì Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Này xin nhớ đến tôi tớ Chúa là anh trưởng Mikae Việt Anh, chị cả Maria Ngọc Minh cùng tất cả anh chị em ở trong hai tu hội đã được Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy đưa vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn cho năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đem lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng cho được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Về điểm giúp lễ, ở trong nhà thờ có 4 điểm và ở ngoài có 4 điểm nữa, cho nên xin quý cha giúp dùm và hai bên hành lang. Thank you.
hiến cho nhau. Tình Chúa luôn chiêm yêu bao nhiêu em cùng ngọt ngào cho đời con sáng niềm tình yêu. Chi ân xin Chúa cho qua muôn thế. Chi ân xin Chúa qua muôn thế.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng Thánh Ca Giuse, Chúa đã cho công đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con kính mời Đức Cha, quý Đức Cha, quý công đoàn an tọa. Giờ đây, con trân trọng kính mời Cha Giuse Nguyễn Minh Cường, Phó trưởng ấn Tòa Giám mục Đà Lạt, lên công bố sắc lệnh ban ơn toàn giáo. Văn thư số 00592 / 2024 / 1082 / 23 / 1 sắc lệnh dựa vào những năng quyền được ban cách đặc biệt nhất trong Đức Kitô do Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã được Thiên Chúa Quan Phòng đặt làm Giáo Hoàng. Tòa ân giải tối cao vui lòng chấp nhận cho Đức Cha đáng kính Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Đà Lạt, nhân dịp kỷ niệm năm thánh của tu đoàn đời sống tông đồ nhập thể tân hiến truyền giáo vào ngày được chọn vì lợi ích của các tín hữu, được ban phép lành tòa thánh sau thánh lễ, kèm theo ơn toàn xá với những điều kiện quen thuộc, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho mọi Kitô hữu hiện diện, nếu họ thật lòng thống hối và lấy lòng yêu mến tham dự các thánh lễ ấy. Những Kitô hữu nào muốn lãnh nhận phép lành tòa thánh nhưng không thể hiện diện trong các thánh lễ ấy vì hoàn cảnh chính đáng, nếu chú tâm theo dõi những nghi lễ đang cử hành đó qua các phương tiện truyền thông thì chiếu theo luật cũng có thể hưởng ơn toàn xá. Bất chấp những gì trái ngược, làm tại Roma, tại tòa ân giải tối cao ngày 28 tháng 2 năm 2024, Hồng y Maurus Piacenza, chánh tòa ân giải, Christophorus Nikaian, chánh lục sự. Bản dịch Việt ngữ được Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Imprimatur, ngày 19 tháng 3 năm 2024. Giờ đây con kính mời công đoàn đứng, chúng ta đọc kinh lãnh ơn toàn xá. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước các nô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống.
sau bơi trời lại xuống tan sẽ kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin đến Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin nằm sống vậy. Amen. Kinh cầu cho tu hội trong năm thánh. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã hiện diện trong lịch sử nhân loại hơn 2000 năm. Ngày nay qua Chúa Thánh Thần, Chúa vẫn đang động để nối kêu bằng những con người cần hiến cho Thiên Chúa Cha và Mẹ Maria. Hằng say đã đi hoạt động công độ truyền giáo. Chuyến cầu tuyệt hảo, xin người ban cho anh chị em được hưởng phúc lành bền lâu. Amen. Anh chị em đã được giải thoát khỏi những sự dữ đời này nhờ lời chuyến cầu của thánh ca Giuse và được chỉ bảo nhờ mẫu gương đời sống thánh thiện của ngài. Xin Chúa cho anh chị em luôn biết chú tâm tới làm tôi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Amen. Cùng với toàn thể các thánh, xin cho anh chị em đang được hưởng niềm vui thiên quốc nơi hội thánh hân hoan liên kết con cái mình với công dân nước Chúa trong bình an muôn đời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng con kính mời quý Đức Cha an tọa, quý Cha đồng tế cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, tổng phụ trách Nam Tu hội nhập thể tận hiến, cùng với chị tổng phụ trách Nữ Tu hội tận hiến tiến lên có đôi lời cảm tạ Đức Cha và cộng đoàn hiện diện. Trọng kính Đức Cha Đa Minh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt,
cũng là bản quyền của tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo. Trọng kính Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Kính thưa quý cha bề trên giám tỉnh các hội dòng, quý cha quản hạt, quý bề trên các hội dòng nữ, quý cha đồng tế trong ngài giáo phận, cùng quý tu sĩ nam nữ, trùng sinh, quý khách xa gần, quý thân nhân của và các tu sĩ nam nữ, tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo và cộng đoàn phụng vụ. Cùng đứng với con lúc này có chị Tổng phụ trách nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo, để chúng con cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời cảm tạ sâu xa và tri ân tới Đức cha giáo phận cũng như các đấng bề trên và mọi thành phần dân Chúa trong ngày hồng phúc hôm nay. Tiên vàng chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ ơn phúc dày trên hai tu hội chúng con trong suốt hành trình 75 năm qua, 1949-2024. Chúng con trộm nghĩ như một cuộc xuất hành tiến về miền đất hứa của nhân sinh. Hành trình lịch sử 75 năm là một sự kiện đánh dấu tầm mức quan trọng của hai tu hội ICM, là một cuộc ra khỏi chính mình để nhận ra muôn vàn ơn phúc lành mà Chúa đã ân ban cho hai tu hội chúng con. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi đáp đền lòng từ ái Chúa vô biên. Kính thưa Đức cha và cộng đoàn phụng vụ, nhìn lại hành trình lịch sử 75 năm khai sinh và phát triển của hai tu hội, đã có những khoảnh khắc thời gian chúng con đi trong vô định, lầm lũi như một con lạc đà tiến về phía trước mà không chút ánh sáng cho tương lai. Biến cố 1970 năm, cả hai tu hội chúng con trong vô vọng, dù chúng con vẫn hy vọng tin tưởng và tình yêu Chúa quan phòng. Tuy chưa tuyệt vọng, nhưng có lúc chúng con tủi thân với Chúa, với các đấng bản quyền, và nhất là khi bị nhiều người xem thường như rắn mất đầu trong suốt 25 năm. Phải chăng vinh quang nào cũng có giá của nó, tình yêu nào cũng phải chấp nhận sự hy sinh, và lòng trung thành tới cùng sẽ được giải thoát. Ngẫm lại dòng lịch sử, chúng con cảm nghiệm được bao ơn lành Chúa thương ban qua các đấng bản quyền giáo phận mẹ Đà Lạt. Từ Đức cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Đức cố Tổng Paulo Bùi Văn Đọc, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Anton Vũ Huy Trường và Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đương nhiệm bản quyền của tu hội. Các ngài không chỉ là đại ân nhân của chúng con, nhưng còn là những người thầy, người mẹ trong tu hội mang tính rất gia đình. Chúng con xin tri ân quý Đức Tổng, quý Đức Hồng Y, quý Đức cha thuộc các giáo phận mà hai tu hội chúng con đang hiện diện phục vụ: Tổng giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Cần Thơ, Long Xuyên, Thái Bình và giáo phận Nova Niches, Philippines. Quý ngài đã gửi điện hiệp thông tạ ơn và chúc mừng chúng con nhân ngày lễ khai mở năm thánh của tu hội. Cách riêng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chúng con thật lòng bất ngờ và rất là vui mừng được đón Đức cha đến hiệp dâng thánh lễ hôm nay. Đức cha như một quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng con qua lời chia sẻ của Đức cha giáo phận Đa Minh ở trong bài thánh lễ. Chúng con hết lòng tri ân cha. Cha đã mở cửa đón chúng con trở về nguồn giáo phận Thái Bình, là cái nơi chôn rau cắt rốn của rất nhiều quý cha ở trong tu hội. Con chỉ đơn cử đó là cha Việt Hưng, chị Tổng Lan, cha Bính và giáo phận Thái Bình, là cái nôi của anh trưởng Việt Anh đã khởi sự tu hội. Cách riêng với Đức cha Đa Minh, chúng con hết lòng tri ân sâu xa Đức cha. Kể từ phút ban đầu chúng con ngỏ ý xin mở năm thánh nhân dịp 75 năm khai sinh tu hội, Đức cha đã chấp nhận và hướng dẫn về thủ tục hồ sơ,
đồng hành, hiệp hành với chúng con, nhất là liên lạc với Tòa Ân Giải Tối Cao để xin ban sắc lệnh mở năm thánh và ban ơn đại xá cho chúng con. Hai tu hội chúng con ghi khắc biến cố lịch sử hôm nay và không quên ghi ơn Đức Cha. Hai tu hội chúng con cảm ơn Cha Mikael Trần Đình Quảng, Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, đã dịch chuyển hai sắc lệnh của Tòa Thánh từ tiếng Latin sang tiếng Việt, để rồi Đức Cha Giáo Phận Imprimatur, để chúng con và mọi người hiểu ý nhiệm màu của Thiên Chúa qua Tòa Ân Giải Tối Cao trong năm thánh này. Chúng con xin cảm ơn quý bề trên giám tỉnh các hội dòng nam nữ, quý cha quản hạ, quý cha đồng tế trong ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh đã vì tình liên đới trong tình hiệp thông với chúng con trong ngày lễ khai mở năm thánh, mà các ngài đã tới hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với chúng con. Điều này diễn tả tình yêu duy nhất trong Đức Kitô và tham gia sứ vụ. Chúng con xin cảm ơn quý khách xa gần, quý ân nhân thân nhân của hai tu hội, cùng các gia đình liên hệ tới tu hội và cộng đoàn dân sứ Minh Giáo đã chia sẻ niềm vui tạ ơn với chúng con trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Các riêng nhóm Tấm Hoa Tâm Huy, Ban Truyền thông Giáo phận Giáo hạt Đà Lạt, các đoàn sứ Minh Giáo, gia trưởng Hiền Mẫu và Hội đồng Mục vụ sứ đã hy sinh phục vụ trong thánh lễ hôm nay của hai tu hội. Anh chị em như là người nhà trong gia đình của tu hội, bởi cái nôi tận hiến nằm ở sứ Minh Giáo, như lời Thánh Vịnh: trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước con đàn hát sướng ca. Kính thưa Đức Cha, quý Đức Cha và cộng đoàn phụng vụ, Cha Mikael Việt Anh đấng sáng lập tu hội, lúc sinh thời đã chọn Thánh Giuse là đấng bảo trợ tu hội. Như cầu thang thường ngày, chúng con vẫn đọc kết thúc các giờ kinh nguyện ngắm: Thánh Giuse quan thầy tu hội tận hiến, xin bảo vệ gia đình chúng con. Với lý do đó mà chúng con đã chọn ngày lễ kính trọng thể Thánh Giuse 19 tháng 3 là ngày khai mạc năm thánh hai tu hội. Vâng, Thánh Giuse còn rộng lớn hơn là đấng bảo trợ cho Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Đà Lạt, và là thánh bổn hiệu của nhiều quý đức cha, quý cha và quý anh em. Nhưng cũng chính vì lý do này mà nhiều quý đức cha, quý cha không thể hiện diện nhưng lại nhớ tới chúng con trong thánh lễ hôm nay. Nhất là chúng con được hiệp thông trong tâm tình tạ ơn Chúa với Giáo phận Mẹ Đà Lạt. Qua thông báo của Tòa Giám mục, để mọi thành phần dân Chúa cùng hiệp thông cầu nguyện cho chúng con nhân ngày lễ hôm nay. Hai tu hội ICM chúng con nguyện xin Thánh cả Giuse chuyển cầu cùng Chúa cho Đức Cha Đa Minh, cho Đức Cha Phêrô, quý cha bề trên, quý sơ bề trên, các hội dòng, quý cha và cộng đoàn phụng vụ hôm nay được nhiều ơn phúc lành của Chúa, được an mạnh xác hồn trong năm thánh của tu hội. Hai tu hội chúng con xin dâng lên Đức Cha cùng với Đức Cha Phêrô những lãng hoa tươi thắm biểu lộ lòng biết ơn và tri ân sâu xa của chúng con. Chúng con mong quý Đức Cha, quý cha và mọi người lượng thứ bỏ qua những thiếu sót trong khâu tổ chức thánh lễ hôm nay. Sau thánh lễ, chúng con kính mời quý Đức Cha, quý cha cùng chụp với chúng con một tấm hình ghi dấu và chia sẻ niềm vui với chúng con trong ngày hồng phúc tại khuôn viên của Nam ICM. Kính dâng lên hai Đức Cha, hai lãng hoa. Thank you.
con kính mời Đức Cha Đa Minh có đôi lời huấn từ cho chúng con nhân cái ngày đặc biệt này. Chúng con xin kính mời. Kính thưa Đức Cha Phêrô, trước khi con nói, Đức Cha có thể cho một lời quý giá, sau đó con sẽ tóm rồi. Có micro cho ngài. Đức Cha cho một lời quý giá nào mang chất Don Bosco. Trọng kính Đức Cha Đa Minh, trọng kính quý cha và cộng đoàn. Con cũng bất ngờ, con nhớ lại cái danh hiệu của Tu hội ICM. Con cầu nguyện với cầu chúc với một cái suy nghĩ Chúa cứu thế đã xuống thế gian trên 2000 năm. Ngài đã chịu nạn, chịu chết để mang ơn cứu độ cho mọi người. Thế nhưng cho tới nay, khi số người được nghe danh Chúa Giêsu và được biết đến cái chết của Chúa còn quá ít ỏi, ngoại trừ một số trong chúng ta, hơn 1.5 tỷ người là được biết và nghe danh Chúa Giêsu đứng đã chịu chết để đền tội, để tha tội và cứu độ mọi người. Còn lại hơn 5 tỷ người trên thế giới, họ chẳng những không biết và nhiều khi còn cố tình không biết, và họ đã chống lại cái mầu nhiệm Chúa chịu nạn chịu chết. Làm cho con cũng nhớ lại lời cầu xin của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, khi Ngài cảm nhận và thấy trước được như thể cái công ơn chịu nạn chịu chết của Chúa không đem lại cái hiệu quả như Ngài mong muốn. Cho nên Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha, lạy Cha, nếu có thể được xin cất chén đắng này khỏi con. Và Ngài xin với Chúa Cha tới 3 lần. Và cuối cùng Ngài đã xin với Chúa Cha, nếu không được xin theo ý Cha, đừng theo ý con. Và trong những ngày này, mọi người chúng ta đều suy gẫm về cái công nghiệp ơn cứu độ của Chúa mang tới cho nhân loại. Và Chúa Giêsu từ trời xuống không phải để làm theo ý của Ngài, cho bằng làm theo ý Chúa Cha. Và ý Chúa Cha thật là mầu nhiệm, Ngài muốn cho mọi người không ai mà không được ơn cứu độ. Và để được ơn cứu độ chỉ có một điều kiện duy nhất là tin Đức Giêsu và đón nhận mầu nhiệm chịu nạn chịu chết của Chúa Giêsu thì được ơn cứu độ sự sống đời đời. Vậy mà cho tới nay biết bao nhiêu người chưa được nghe danh Chúa Giêsu, và đây cũng là cái sứ mạng còn lại Chúa trao cho Hội Thánh Công Giáo. Và hết mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ phải nhập thể, phải loan báo tin mừng. Cho nên hôm nay con về đây cũng trong tinh thần để mừng lễ với quý tu hội ICM và cầu nguyện cầu xin để cho mầu nhiệm nhập thể ơn cứu độ của Chúa Giêsu được nhập thể, được thẩm thấu vào trong tất cả mọi nơi mọi chỗ, để ai ai cũng được nghe danh Chúa Giêsu và nghe danh mầu nhiệm Chúa chịu nạn chịu chết để được hưởng ơn cứu độ. Con thiết tưởng đây cũng là trung tâm và mục đích chính yếu của Hội Thánh Công Giáo. Và trong đó các dòng tu, thì dòng tu nào cũng là những cái bông hoa, những tiên phong để dấn thân vào trong sứ mạng Chúa trao cho Hội Thánh. Và do đó hôm nay con được nói đôi tâm tình, thì con xin chia sẻ cũng như là chúc mừng và cầu nguyện cho tu hội ICM dấn thân sâu xa hơn nữa vào mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm chịu nạn chịu chết của Chúa Kitô để đem lại sự sống cho mọi người. Tất cả những ai nghe danh biết nghe được danh Chúa Giêsu đứng đã xuống thế chịu nạn chịu chết đều được sự sống đời đời. Con cầu nguyện và cầu chúc quý cha bề trên cũng như tất cả anh chị em tu sĩ của hai tu hội được tràn đầy ơn thánh thần của Chúa
và sống sung mãn cái sứ mạng Chúa trao phó cho các đấng đã khởi sự nên tu, nên hai tu hội IC này. Con xin có đôi tâm tình kính chúc và cầu nguyện cho quý cha cũng như quý cộng đoàn. Còn hết lòng cảm ơn Đức cha Phêrô. Xin bà con cho tôi kiên nhẫn tôi nói một tí nhá, tại vì đã được mời đó. Giáo phận Đà Lạt rất hạnh phúc với con số tới 70 hội dòng trên đất Đà Lạt. 70, không ít đâu. Và thuộc về giáo phận Đà Lạt á, thì có 4 bến thánh giá Đà Lạt, nam nữ tu hội tận hiến là 3, và mới đây là dòng chứng nhân đức tin, không kể một vài những hiệp hội cũng kỳ cựu như là chứng nhân Chúa Kitô, nữ tỷ Chúa Thánh Thần vân vân. Thế thì nam nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo đó, thì năm vừa rồi thì như chúng ta có nhắc hồi nãy, đó là rất là gần. Có nghĩa là như vậy, để có lẽ Chúa quan phòng để chuẩn bị cho cái năm kỷ niệm 75 năm này á, thì tu hội tận hiến mở thêm được dưới Long Xuyên, xuống được chấp nhận ngay, rồi ra Thái Bình, rồi cử thêm người sang bên Philippines, và nghe nói cũng có linh mục được cử sang tận bên Anh. Có nghĩa là những cái điểm của chúng ta cứ vậy mở ra. Cái đấy nói như vậy để chúng ta nghiệm một cái thực tại trong hội thánh. Các dòng tu, các đặc là những cái hồng ân Chúa ban cho hội thánh. Mà riêng giáo phận Đà Lạt thì đấy đấy, bến thánh giá Đà Lạt, nam nữ tận hiến, chứng nhân đức tin vân vân, nó là những cái hồng ân Chúa ban cho giáo phận Đà Lạt. Và giáo phận Đà Lạt ấy, nhờ vậy mà trong khi mình đón nhận hồng ân của Chúa với tất cả lòng biết ơn, với sự trân trọng, thì đồng thời mình biết rằng cái đặc sủng này được ban cho mình vượt lên trên mình, để mình biết chăm sóc nuôi dưỡng cho nó phát triển, chứ không phải là giữ riêng cho mình. Bởi vậy thấy được cái tận hiến cứ mở như vậy ấy, tự nhiên mình nhìn thấy lại cái thực tế, cái thực tại với tất cả sự trân trọng và niềm hy vọng. Nếu phải nói về một hai cái chi tiết ấy, thì tôi thiết tưởng có thể nói về cái Thái Bình. Thái Bình vì nó là cái nơi cha Việt Hưng đứng sáng lập, gốc ở đó. Tôi xin lỗi, cha Việt Anh gốc ở đó, cha Việt Hưng người sát nút gốc ở đó, chi tổng bây giờ gốc ở đó. Cho nên ấy, nếu những dòng khác người ta vẫn giữ cái nhà mẹ, tuy rằng người ta có cơ sở trung ương tại Roma, nhưng mà cái quê hương ở nhà mẹ người ta vẫn giữ. Và khi mà về họp hành lớn ở ngoài nhà tổng quyền thì cũng không quên trở về cái gốc gác ở những cái nước của mình, Bỉ, Pháp gì đó, để mà gợi lại cái đặc sủng Chúa ban từ ban đầu. Thế thì việc mà tận hiến, dòng tận hiến năm vừa rồi bắt đầu được mở ra vậy á, nó cho thấy đặc sủng Chúa ban cho giáo phận, cái đặc sủng Chúa ban cho cái dòng này ở tại Đà Lạt ấy, nó là đặc sủng truyền giáo thì nó phải truyền giáo. Càng truyền giáo càng tốt, sang Anh rồi sang đến Nam Phi cũng càng tốt nữa. Càng truyền giáo càng tốt. Nhưng mà cái truyền giáo này á, Chúa cứ soi sáng dần dần để anh chị em cảm thấy, rồi sau đó mình kết luận là cái gì? Là cái việc mà anh chị em nam nữ tận hiến bây giờ mình phải chuẩn bị cái gì? Động lực cái gì? Đó là trong những cái nét đó, việc trở về Thái Bình thì tôi hỏi thăm kỹ Đức cha Phêrô có nói, và cha tổng phụ trách cũng như nguyên tổng phụ trách có nói cho tôi hiểu toán thế này này. Thái Bình quê chỗ của cha cố ngày xưa đó, thì cha sáng lập ấy, thì đó là một cái xứ lớn, nhưng mà cái chỗ mà các cha về bây giờ ấy thì nó là một cái xứ bây giờ người ta đi hết rồi, còn ít chục gia đình thôi. Chính khi trở về mới thấy rằng tại cái nơi này là cái nơi mà tận hiến cũng được mời về để ngắm lại, để nhìn thấy lại cái gốc của mình, nhưng đồng thời sứ mạng truyền giáo của mình không lúc nào không có.
tái truyền giảng tin mừng tại cái nôi của mình ấy. Đấy là một cái nét. Rồi thì càng đi xa thì càng thấy là như vậy, cái ơn gọi của chúng ta không lúc nào thừa. Chúng ta đang sợ là sợ ít chứ không phải là sợ thừa. Thế nhưng mà dù sao ấy thì phải nhận là trong khi nữ ấy, ơn gọi của mình hiếm, nhưng mà lạ cái bên nam ấy nó lại tăng lên. Không biết bà con có thấy không, nam tân hiến bây giờ ấy là năm nào có ơn gọi đông lắm, thì tất nhiên nó có lọc này ghê, nhưng mà đông lắm. Tự nhiên có cảm tưởng như thế là coi chừng tận hiến này về sau này phát triển cái niềm hy vọng, cái gọi là cái tương lai của nó ấy, coi chừng rực rỡ. Nhưng mà nó chỉ rực rỡ khi mà tôi nghĩ là đúng tinh thần của mình là nhập thể tận hiến để truyền giáo. Và như vậy cuối cùng chúng ta kết luận tất cả những cái đó rất phù hợp với cái thời đại, với hôm nay giáo hội chúng ta, giáo hội chúng ta đang cử hành thượng hội đồng về hiệp hành, tức là toàn thể hội thánh dù là tại cơ hội địa phương hay là với đặc sủng, tất cả chúng ta cùng nhau bước đi dưới ánh sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để theo Chúa Giêsu mà làm chứng cho Chúa Giêsu, loan báo tin mừng của Ngài cho toàn thế giới với tư cách hiệp hành chung sức với nhau. Như vậy giáo phận chung sức trong giáo phận, giáo phận trân trọng ơn gọi đặc sủng để cùng với đặc sủng, đặc sủng biết rằng mình cũng ở trong giáo phận, mình kết hợp với nhau, tất cả chúng ta cùng nhau bước đi để mà hiệp hành làm cái công việc trong sứ vụ, hướng tới một hội thánh, một tổ thánh hiệp hành trong sứ vụ. Vậy thì tận hiến đấy, mình thấy đấy. Vậy thì anh chị em hãy xin Chúa ban nhiều ơn gọi vào, và mình cần nâng chất, nâng cái gọi là cái cấp độ của phẩm chất cũng như là về cái động lực như thế nào. Và anh em thấy như vậy càng có môi trường truyền giáo, hãy càng tạ ơn Chúa và hãy chuẩn bị để ở những môi trường đó ấy, là như Chúa Giêsu dặn mình đấy, thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói, ở đó không bị không tiền nhưng mà có Thánh Thần, có Chúa Giêsu. Năm thánh này ước gì là cái năm mà tận hiến ở trong sắc lệnh nó làm sao thì mình làm vậy, nghĩa là tận hiến được Chúa củng cố lại từ gốc cho đến ngọn, từ cái quá khứ cho đến tương lai, từ cái động lực cho đến thực chất được tiến lên. Cho nên không biết là năm nay mình gửi về Học viện Công giáo và mình gửi đi nơi khác bao nhiêu, nhưng mà đấy đấy, hễ anh chị em được gửi đi học, hễ anh chị em được gửi đi mục vụ nơi xa, thì hãy coi đó như là những cái dấu chỉ Chúa đang cho muốn cho nam nữ tận hiến của chúng ta vươn lên. Bước tiệc hôm nay là để vui, nhưng mà để đẩy chúng ta đi sống năm thánh và tiếp tục sau năm thánh nữa, với một niềm hy vọng rằng tận hiến truyền giáo thì sẽ là tận hiến truyền giáo với năng lực của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta mở một tương lai. Xin cảm ơn. Còn cảm ơn cha, mời cộng đoàn đứng. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Trong hội đồng nữ ra chụp chung hình với tất cả quý cha cũng như quý đức cha, chúng con xin cảm ơn.